Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, huyện Tiên Lữ đã chủ động rà soát các tiêu chí đối với 100% đơn vị hành chính trực thuộc, đồng thời thực hiện các bước triển khai sáp nhập đối với 7 đơn vị hành chính trên địa bàn. Qua rà soát, huyện đã xây dựng kế hoạch sáp nhập 7 đơn vị hành chính gồm xã Ngô Quyền, xã Dị Chế sáp nhập với thị trấn Vương, xã Cương Chính với xã Minh Phượng và xã Hải Triều với xã Đức Thắng, không bổ nhiệm cán bộ chủ chốt trong giai đoạn thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, làm công tác tư tưởng vận động tuyên truyền những cán bộ đủ năm công tác nhưng chưa đến tuổi nghỉ hưu có thể nghỉ trước tuổi. Qua đó, giúp Tiên Lữ sắp xếp được trên 1/3 công chức trên tổng số 56 người sau khi xây dựng kế hoạch sáp nhập. Để thực hiện cái việc xử lý đối với cán bộ công chức dư này thì anh em tôi đã có tham mưu về một số phương án kiện cái vận động nghỉ hưu trước tuổi theo cái nghị định 29 của chính phủ, thực hiện cái việc mà điều động luân chuyển đối với các cán bộ công chức, thông qua đó thì thực hiện cái kế hoạch số 12 của tỉnh ủy. Việc mà Đại hội Mặt trận Tổ quốc tới đây thì cũng sẽ có một số đơn vị xã thì cũng có thể là sẽ để bầu quyết với chức danh để có cái điều chuyển các cái cán bộ công chức ở các cái xã mà nằm trong cái diện sắp xếp. Từ tháng 9 năm 2023 đến nay, huyện đã tổ chức sắp xếp và luân chuyển cán bộ chủ chốt cấp ủy và chính quyền đạt 8 cán bộ, trong đó có trường hợp người chưa đủ tuổi nghỉ hưu chủ động xin nghỉ công tác để nhường vị trí cho người khác phục vụ việc sắp xếp tổ chức cán bộ khi sắp nhập. Chủ trương được cán bộ và đảng viên đánh giá cao. Chủ trương và biện pháp cách làm trên mà luân chuyển đối với cán bộ không phải là người địa phương là tôi thấy là hoàn toàn phù hợp với cái bối cảnh lịch sử bây giờ. Làm như thế tránh được những vấn đề nể nang, rồi thì là cục bộ địa phương xây dựng được cái tinh thần đoàn kết nội bộ trong đảng rồi trong quần chúng nhân dân. Thì chúng tôi đã tiến hành rà soát thì cho lập danh sách niêm yết toàn bộ các cái cử tri trên các cái khu vực trung tâm của xã, nhà văn hóa cũng như là đối với các thôn, lấy cái ý kiến, cái sự hài lòng của nhân dân. Tôi tin tưởng là cái chủ trương này nó đúng đắn để đảm bảo làm sao cái quy mô của các cái địa bàn nó phải đảm bảo để tạo cái sự phát triển cho đồng bộ, thống nhất. Huyện Tiên Lữ đề ra các giải pháp đồng bộ, trong đó có một số nhiệm vụ then chốt và bước đầu đã thực hiện có hiệu quả, như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, sắp xếp công chức và làm tốt công tác lấy ý kiến người dân nhằm tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Qua đó góp phần đảm bảo thời gian hoàn thành sáp nhập đơn vị hành chính theo chỉ đạo của tỉnh trước ngày 30 tháng 9 năm nay.